Khách sạn Wilson Nhật Liệu Quảng Bình giá chỉ từ 200k một người. Bật mí cho các bạn một chiếc khách sạn Clover Home tọa lạc ngay bên bờ sông Nhật Lệ thơ mộng, sở hữu view công viên xanh mát, view sông hữu tình và view cầu Nhật Lệ lấp lánh ánh đèn mỗi đêm. Đặc biệt từ cửa sổ phòng bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh biển bao la với những con sóng vỗ bờ êm đềm. Khách sạn có đủ các loại phòng phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Phòng dorm tiện nghi, thiết kế hiện đại, thích hợp cho nhóm bạn trẻ năng động, tạo điều kiện để giao lưu và kết nối. Phòng twin double rộng rãi với hai giường đôi thoải mái, lý tưởng cho gia đình nhỏ hoặc cả cặp đôi muốn có không gian riêng tư. Ngoài ra, khách sạn còn có các phòng deluxe với giường king size, nội thất sang trọng, ban công riêng thoáng mát với chiếc view ôm tròn toàn cảnh biển bao la, giúp bạn tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh tuyệt đẹp ngay trên giường của mình. Nội thất được decor đơn giản với tông màu chủ đạo xám trắng xinh xắn. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ nội thất, tiện nghi. Một mùa hè sôi động đang đến và đừng quên lưu ngay chiếc khách sạn view biển xinh xắn này để chuẩn bị cho chuyến đi Quảng Bình của bạn nhé.